cái cô thấy sưng nó nứt mấy cái này nè, cái cô nấu nó nước muối cô ngâm dồi nó chung ra, rồi chung ra cô lấy cây á, cô dứt dứt mà rồi ấu gần chết. Ủa, cô gần chết ảnh là đi mặn xuống đâu có nhà, nó tới giật em bé chết, tập em bé chết thì cũng như cô giữ cảnh giác gì, cô ảnh ảnh dứt dứt em bé ra dẫn á, ảnh vô đây là em bé văn ốc dính trường á. Thì bắt đầu cô mới chạy lại cái ông mới thấy cái ông mới chùi em bé vào trong cái ghế bằng tròn vậy đó, cô mới khum vô cô ghi em bé cái ảnh mới lấy cái đậu quýnh lên. Chú mới anh nay nhiêu tuổi rồi? Chú nay nhiêu tuổi rồi? Xin chào cả nhà. Sáng hôm nay thì mình có dịp đi xuống Bến Tre và hôm nay thì mình mua một ít quà với lại một ít tiền thăm anh mới anh, một trong những cái người mà mình từng quay một cái clip trong đó mình giới thiệu về việc một người rừng ở miền Tây bị xích và sống ở trong rừng dừa 18 năm. Ở miền Tây thì có hai cái điều rất thú vị, đó là có cây cầu dừa và có toilet cầu tẩm nằm ở trên những cái ao cá. Thì nếu mà mình đi mà bắt gặp nhà dân có thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem nha. Cô ơi! Nhớ con không? Nhớ hả? Ít mà bánh gửi. Dạ dạ. Nhà nuôi nhiều cháu quá con sợ quá. Mấy con đang lớn nữa đây. Mấy con đang lớn nữa, đẻ nữa. Dạ. Cách đây khoảng 8 năm về trước thì mình có tình cờ phát hiện ra anh mới anh sinh sống trong một cái căn nhà như thế này giữa rừng dừa. Thì thời điểm anh mới anh được xích ngay tại này, lúc đó thì vẫn chưa có cái tấm phản xi măng như thế này. Thì hồi đó 8 năm về trước khi mà mình tới đây thì mình chứng kiến rằng là anh mới anh được xích ở đây và anh có đục một cái lỗ ngay đây để anh đi toilet. Hồi đó có một cái lỗ nhỏ ngay góc này nè, anh mới anh đi toilet và vừa ăn vừa uống và cái la vậy đó. Thì mình nói cái ông mình thân hôm qua cô mua thuốc cho uống ba thuốc kia, sợ mua thuốc mua hoài mà sao uống nó không có mới hết, cái mua chai thuốc đỏ ái cho anh nữa sức vậy. Dạ. Cái da nó đen lạnh như nó chết cái da vậy đó. Da nào? Này cái da gì? À da chân đó. Cũng lấy muối rồi sạc cái vậy anh. Mà nó cũng vậy. Nó thấy xanh 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 đúng không? Ừ, xanh xanh đó nghe anh. Cái hồi mà ảnh đi Campuchia trở về là cái lúc đó mình có thấy biểu hiện lạ gì đối với ảnh không cô? Bình thường, ví dụ về cũng bình thường vậy. Đi cô về cô cũng nghe nói là cũng thấy anh gì đúng miếng tấn, mướn á. Rồi chừng phát bệnh lên thì nửa đêm vậy á, khi đi ra mất ba cái mộ của anh trước á, môi mộ mà á, để cái bà già thấy vậy thì cũng bình thường luôn, để như vậy cũng đi đâu mấy tấn bình thường luôn. Sau biểu hiện lên là đi ra lộ á, thấy là máy người ta giữa con nắm bẻ cổ giật nó giật đó, là hồi căng, hồi đó mới căng lên đó, rồi cũng bỏ qua nhưng cũng có chị hai, nhưng còn chị hai sao lại bắt đầu thấy vậy cũng đâu có biết gì đâu mà mình xiềng mình đi trị bệnh. Thế nào vậy cái lúc đầu có em bé đó chị hai với ấy cái ổng cắt cổ chị hai à, lấy anh lấy dao đè chị hai chạy về với má nói ông ấy vậy là con cũng ngừa nó sao lại lúc đầu cũng quýnh chị hai chập nữa. Căng lên lần nữa là bắt đầu nó tới giật em bé chết, tập em bé chết thì cũng như cô giữ cảnh giác gì cô ảnh giật em bé ra dẫn á, ảnh vô đây là em bé văng ốc dính trường á. Thì bắt đầu cô mới chạy lại cái ông mới thấy cái ông mới chùi em bé vào trong cái ghế bằng tròn vậy đó, cô mới khum vô cô ghi em bé cái ảnh mới lấy cái đậu quýnh lên cái cô mới chạy ra rồi bỏ la làng mà tới chừng rồi xong rồi mới tới. Ngồi bắt đầu rồi ảnh đâu biết gì
đi về chắp tay đi về bình thường, không có gì. Thì công an đầu ra thì ấy dẫn anh đi thời gian về có 2 năm người ta kêu trả lại. Bị ảnh không có hết đấy, không có vệ sinh được mình. Dạ. Ăn cũng không có người ta. Không tự chủ được. Thì ở trên bệnh viện Mân Hòa kêu gia đình lên nhận về. Dạ. Nuôi từ đây tới giờ. Đến. Vậy là bệnh viện tâm thần ở Biên Hòa là từ chối, từ chối chăm sóc. Dạ. Con thấy ở trên túi áo ảnh của chú á, có cái... Cái là vô hôm đó mấy cháu à. Đài. Cái mấy đài. Đài. Ủa vậy chú biết ở sử dụng mấy đài không? Không có mấy cháu chỉ á, cái ông cũng bắt vậy. Cũng nghe. Nghe. Là biết mở. Vậy vậy thì chú bây giờ mình trao đổi thì chắc chú cũng biết được ha, cũng nghe được ha. Nghe, cũng hiểu chứ. Hiểu nhưng mà, mà không biết có trả lời hay là. Cái lần cuối cùng mà cô nghe chú nói á là khi nào? Chú nói ví dụ như cô ra con hỏi gì kìa, chú mới nói. Ví dụ như chú cần thuốc hút, chú hỏi là có ăn thuốc hút không cho anh. Đó. Thì cô nói còn em vô mới lấy. Còn như hết là quẹt là nói, nhưng mà khi cô nói ăn cái gì á là không hỏi, không nói ăn cái gì hết á. Hỏi ăn ngon không cũng làm tin không biết gì. Dạ. Thì từ mình đem ra. Còn tắm rửa đồ làm sao vậy cô? Tắm rửa thì năn nỉ. Năn nỉ thì không chịu á. Cũng như anh mặc anh bình thường á. Thì cô vô nấu nước nấu cái sách ra. Còn hả, không lắc đầu không gì là không dám. Sợ tắm là giật không nổi. Dạ. Thì không có bận đồ được. Có chập anh đi mần á, lâu quá trốn cô nhà cô dụ rồi cô tắm á. Cô tắm mà cô sợ ghê luôn. Cởi đồ ra cô tắm mà cô nói chuyện cái miệng con nói không ngớt luôn, sợ bị gì. Năm nhau tháng thì không tắm mà dụ được cái cô mừng. Cái cô tắm mà cô nói chuyện là hai món miệng này nó mồ, mình nói cho anh ấy á, mình nói thôi chứ anh không trả lời. Rồi vô rồi cứ kêu anh thay đồ rồi. Thì lãnh cũng ngồi đó mới đem cơm ăn. Cái đợt sau nữa, cô dụ nữa. Cái gạch đầu cô mua bánh nữa. Cô đem ra cái biểu anh lấy bánh với lúc hút của em tắm á. Cặp nách vô chứ không cởi đồ, không gì, không làm, không chịu. Cái cô nó chết rồi, kiểu này thôi đi. Để chiều mời dụ thử được không. Bắt đầu mua lần nữa, cũng có bánh vậy. Cái cô mới kêu anh ra. Anh giờ anh cởi đồ đi, em mới cho thuốc với bánh chứ anh không cởi đồ em muốn cho. Vậy mới cởi đồ đó. Cởi đồ mới cho là tắm. Vậy là như chú á. Ai hớt tóc chú cô? Chú hớt tóc. Cạo râu rồi là cạo chú cạo luôn. Hả, dụ được tắm là cạo hết. Làm hết. Nhưng mà lâu á thì rung với làm cơn. Rung. Rung không, rung là có nghĩa là kiểu như cảm xúc kiểu như rung người, rung tay, rung chân vậy á. Rồi mắt bà chét à? Đúng rồi. Dạ. Là lâu quá chịu không nổi. Cái sợi chuỗi cô thỉnh ở đâu về hả cô? Mấy đứa em mà gì bên Phật nó xuống thăm á, rồi nó ấy kỵ ổng á. Thì cho ổng đeo. Hôm trước thì con ghé thăm thì con có quay clip, con có up lên trên mạng. Thì rất nhiều người, có một cái cô ở Tây Ninh á, cô nói là cũng có người nhà. Thì cô giới thiệu một cái chùa ở trên Tây Ninh. Thì không biết là mình trước nhau mình có dẫn chú đến một số chùa hay là gặp thầy gì chưa? Hồi đó có thầy tới chứ dẫn đi không chị đi. Thầy tới mà cũng như má, má còn sống ở đâu với miền trơm á. Thầy lên thì trị thì cũng xong, không có gì, không có chuyện gì hết á. Thấy bình thường. Rồi sao lại kêu đi là không có đi, không có dụ đi đâu được hết trơn, không chịu đi. Cái xích này, cái vòng xích ở chân của chú á. Thì trước giờ cô có thay lần nào chưa hay là chỉ 18 năm là? 18 chạy cái thai chú hai nè. Bị gì hôm đó có cái này, cái cọng xích sắt không á. Thầy sợ cái giò anh á, cái bắt đầu lấy mua dây mũ á. Lấy vô đặng cho anh ấy. Khi mà cũng nói là bạn 18 mình bật cái này ra nè. Chú bị như thế này 18 năm. Cái móng tay của chú đang bị gì vậy ta? Con thấy là đã chết. Dạ. Hút thuốc á. Hút thuốc hả? Cái ấy thuốc. Cho em hỏi hiện tại bây giờ anh còn đang hưởng được cái chính sách gì của bên khi mà mình đi ở chiến trường Campuchia vậy không? Thì mới làm cái chính sách bệnh binh cho anh. Bệnh binh. Mới làm thôi. Là 18 hơn 18 năm rồi. Vì mới làm bị mấy ông. Sao mình để muộn quá vậy? Vì lúc đó tính làm hồi má còn sống thì tính làm thương binh cho ảnh. Vì thời gian cũng gia đình cũng mấy thì không có chạy trọt. Kiểu sau này là Mỹ có điều chỉnh bổ sung mới được. Dạ. Chứ
trước đây không được. Cái xích này là mình xích này vậy á, thì để cho mọi người hiểu rõ hơn thì cái mục đích của mình xích như vậy là để làm gì? Xích đứng cho anh đi. Đứng cho đi. Dạ, sợ. Dạ, dạ. Có khi nào anh từ phá cái xích này đi không? Không, không phá. Tức là hình như có cái xích này á, tuy rằng là thực sự ra cái đồ cứng và đồ gia cố của nó cũng chưa phải là chắc lắm. Nhưng mà hình như anh là có cảm nhận rằng là khi có cái xích này á thì anh tự biết là mình không manh động nữa. Chứ hồi kia thì ở trong nhà không biết ông đập bằng cái gì nha, mà gạch vậy mà ông đập cái lỗ vậy nè, chán luôn á, cũng xích, cũng xích ảnh mà không biết ông đập bằng cái gì, không cho cây, không cho ăn muỗng bằng cái muỗng mũ luôn, cái gì cũng mũ mà không biết ông đập bằng cái gì, mà cái lỗ của chán mấy anh nó mới làm biết lời. Như đợt trước anh đi tới thăm thì có cái lỗ đó, đó. Hồi xưa con tới thăm lâu lắm rồi. Thì con tới là con thấy là chú ị tại chỗ luôn. Nhưng có lần nào chú ị trong người không? Có ị thì cái cô mới ra thấy. Cô thấy cô mới nói anh hai, anh làm vậy em quét, em nghe mệt nhức đầu quá, mình nói cho anh có biết cái gì. Cái anh có nói về, để ra anh. Để anh nhưng có nói để ra anh nhưng mà ra vẫn còn ị. Biết nói vậy, làm như cho mình nói vậy. Khi cũng ị luôn rồi. Mới ăn cơm xong cái gô cơm kia hả cô? Mới ăn cơm, nấu tiếu á. Mua đồ gà về nấu cho anh. Hôm nay thì có đòi thuốc hút nữa không cô? Đòi mà cô ít, ví dụ như giờ đòi với cô chiều mai cũng mới đem ra. Mới mua có thuốc cho anh hôm qua, chứ không cho hút nhiều. Ông có nói có thèm ăn nhiều hỏi không nói, nhưng mà cô tự muốn mua gì cho anh ăn vậy chứ anh không nói. Cái mông chân á, sao cô không ai hớt cái cắt bớt cắt á? Chú cắt mà hổm cắt cái cô sợ ê á, ông giật cái giò á, cắt ít ít hả, lần tắm nữa thì cắt nữa vậy. Mông tay cũng dài lắm nè, dài lần tắm á, lần dài bữa tắm lần vô nhà mới á. Cô dời chú ra ngoài đây nằm thì mấy ngày rồi cô? Nay 3 ngày rồi. Cái vấn đề của anh mới ăn đúng không? Thì cái vấn đề này á thì bệnh viện thì họ nói là anh bị vấn đề về thần kinh, tức là tâm thần rồi đó. Nhưng mà cái vấn đề tâm linh thì trong gia đình đã có khi nào nghe ai nói về vấn đề tâm linh gì không? Là anh bị vậy là có lý do làm sao? Mình nghĩ cũng như bị bệnh viện đưa giấy tâm thần vậy, thì mình nghĩ vậy. Với hồi anh đi Campuchia mình cũng sợ, không biết có gì bệnh không vậy, chứ mình chưa có biết nghĩ. Không biết mà cũng gia đình mình cũng không đưa đi coi thầy để mà gì hết rồi. Đi lúc má cũng tin bạn bè đưa tới thì thấy ngồi bình thường chứ không có phản ứng anh gì hết. Cũng thầy vậy, để nên không có đi. Giờ cô thử nói chuyện với này. Mấy cháu nó đem cho cái này nè, rồi nữa nó nghe anh cảm ơn hai cha mấy ba cháu đi, cảm ơn nó, cảm ơn đi, anh nói cảm ơn đi mấy cháu đi. Dạ, rồi nữa rồi uống nha, anh cảm ơn mấy cháu đi, dòm lên mấy cháu kìa, cảm ơn mấy cháu đi. Gật là chú biết nè, chú biết hết chứ. Mở được luôn nè. Nước yến. Thấy mấy đứa con nít đâu có mừng không? Không. Chết cho mày. Dạ. Mấy này là cháu. Vô đi con. Mình có ý định là tháo luôn xích ra cho chú luôn không cô? Vô trong nhà rồi cô tháo luôn. Dạ. Lúc đó thì mình sẽ rào hàng rào lại như thế này. Vậy đó. Cô mua được khóa đóng cửa. Khóa ví dụ như
vô cơm nước cô đem vô vệ sinh cho ảnh á, thì mở ra cho ảnh thoải mái. À, cô có hỏi con hỏi chú thử mở thử biết ngờ mở mấy đài nghe không? Này, đây là em cắt cho anh lấy cái đài này nè, anh mở cho mấy cháu nghe đây, cái đài nè, mở cho mấy cháu nghe nha. Dạ đài cho con nghe với chú. Mở lên. Sao mình không cài cái kinh Phật hay là những cái bài giảng thuyết của sư thầy rồi đó để cho chú nghe, thay vì là nghe những cái chương trình truyền hình đài. Ở để hôm nào con ghé, con mua cho cô tặng chú cái mấy kinh Phật. Thực ra cái một số người họ có nói với con là nghe kinh Phật cũng một phần để cho cái tâm của chú nó tịnh lại, bớt tịnh lại. Tại vì mình nghe cái du dương giai điệu của kinh Phật á thì nó sẽ bình tâm lại. Chú nhớ chú tên gì không? Chú nhớ chú tên gì không? Mới Anh, dạ. Chú có thích chú có muốn tháo giấy sách ra luôn không? Chú có muốn tháo giấy sách ra không? Chú có muốn đi ra ngồi chơi không? Hồi nãy chú ăn cơm no không chú? Ăn cơm no hả? Dạ. Có khát nước không? Con lấy nước cho uống. Uống nước không chú? Con khi mà cái đứa con gái nó lên đây nó làm chứng, nó phải nói với bố nó là như vậy. Tắt cây để tiết kiệm pin chứ không là hết pin á. Hết pin không có cái nghe hả chú? À sạc cái này sạc ha. Dạ. Nước á, nước chú. Mình tắm thường xuyên không con? Không chịu. Không, chú không chịu. Dạ, thì bao lâu mình mới tắm? Nhưng có khi cả tháng tắm lần. Bạn nào nghỉ được hả? Dạ. Chú mới Anh nay nhiêu tuổi rồi? Chú nay nhiêu tuổi rồi? 41 tuổi. Hồi xưa chú đi bộ đội hả? Chú có muốn đi ra ngoài chơi không? Ở đây chú đi vệ sinh sao? Đi toilet sao? Đi cầu á? Chú không trả lời. Chú không, cái nào mà chú thích là chú mới trả lời. Dạ. Có nóng không chú? Trời có nóng không? Nóng không? Dạ, dạ không hả? Chắc phải có cái quạt nào đó cho chú hả cô? Nữ nó vô đóng á, cô ấy cái quạt rồi. Nhưng mà sợ điện. Lúc cô làm á. Cô làm cái quạt trần trên cao á. Lúc cô làm đang xây cái toilet ở trong hả? Ừ. À. Cô gắn cái toilet gì quạt qua giường ảnh quạt toilet những khi vô vệ sinh á cho nó mát. Dạ. Cái chân có bị đau không chú? Không hả? Mông chân sao không hớt đấy chú? Chú tự hớt được không? Cắt mông chân cho nó sạch chú ha. Cắt mông chân cho nó sạch. Cho cô cắt cho nó sạch. Cô cắt là cô lấy cái cô cắt cô. Lấy cái kéo bự á. Quả chứ để làm cắt nó vô. Cái chân của chú nó màu, nó có một lớp bẫy như này nè. Nó vậy à. Khi nào? Nó xuất hiện khi nào vậy cô? Thì cái đợt mà ảnh gặp bé này xiền cái bắt đầu đi bên bệnh viện đưa về là vậy luôn, mà nó sưng. Và để cô kể cái lúc mà cô nó sưng á, cô không biết gì, cái cô thấy sưng nó nứt mấy cái này nè, cái cô nấu nước muối cô ngâm
con ngâm dồi nó chung ra. Trời chung ra con lấy cây á, con dít dít mà rồi ấu gần chết. Ủa phụ gần chết nó ẩm là đi mặn suốt đâu có nhà. Vậy cái con làm vậy cứ bữa sau cái con nói trời ơi vợ anh hai chứ dồi con mới rồi giờ mua vini em rắc vô rắc bữa sau cô ra cô làm vậy nó chung ra nữa rồi ơi. Cái nay là cô làm vậy là lấy đó rửa vậy nó bớt á. Cái chân của chú hồi xưa mà đi đi bệnh viện về á là nó sưng lên mà cô là dồi nó bò đây nè. Dồi nó to cỡ nào cô? Nó nhỏ 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 bằng chân ngang vậy. Ghê quá. Để cô bữa đó cô ói luôn á. Cô ói của mình con à, cô ói luôn á. Rồi ảnh nó có nhà, cái bữa sau nói ảnh vậy cái ra làm nữa nó cũng còn nữa. Mà cô lấy cái cọng ngoái á, cô dít 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 ra. Dạ. Giờ này thấy nó đỡ lắm mà sao mua thuốc gì ấy xích nó cũng đỡ vậy thôi chứ. Thôi chắc thấy chú cũng đang mệt, mắt chú đỡ ngay ngâu hết rồi. Thôi chắc mình vô trong nhà để cho chú nghỉ ngơi thôi cô. Anh nằm nghỉ nha anh hai. Để em mấy cái này chút anh uống nha. Chiều á, chiều chú cho cô tắm cho nó sạch. Cho nó sạch cho nó mát. Tắm nha. Chiều tắm nha chú. Biết rồi. Chiều tắm cho sạch để mấy em tới thằng cái cháu. Con mua cái hộp bánh ngọt ở trong á. Rồi chiều cô lấy ra chú ăn nha. Tắm xong rồi ăn. Tắm xong ăn nha, có bánh ở trong á, bánh ngọt. Tụi con vô trong nha chú. Dạ chú nằm đi. Đây là cái nhà sau này chú sẽ ở này. Nhà này mười mấy năm rồi, bây giờ được khang trang xây thêm tường toilet bên trong. Và cô sẽ lắp thêm quạt cho nó mát. Lúc trước thì con không nhớ là có một cái lỗ đây nè. Dạ, chú đập xong chú ra đây chú đi vệ sinh. Nhưng mà chú ra ngoài đây chú có đào bới ăn gì cây cối gì ngoài đây không cô? Không, không ra này nó sinh rồi vô. Có cái lỗ đó. Ừ. Tưởng là thì nói biết gì. Ừ. Trong tâm ảnh biết hay không biết nhưng mà ở ngoài không có gật đầu gì hết á vậy á. Khi nãy con hỏi là cái câu nào mà chú thích á thì chú trả lời. Đó đó. Còn câu nào thích là làm thinh à? 18 năm rồi, 18 năm, 18 cái Tết với chú rồi sao? Thì ra Tết thì ví dụ ai cho thì cô đem cho ăn, cũng nói nay Tết á, gạt đầu. Gạt đầu Tết em đem bánh này kia nọ tắm rửa xay đồ đẹp nha, là Tết á. Chịu tắm không? Chịu, đó, là nó chịu. Còn nhưng hả, ví dụ như ông bà cha mẹ gì mất, nói má nay mất rồi anh hai, mà buồn hiu. Ngồi buồn mình thấy biết nha. Bây giờ này còn có hai anh em với em mà nghe chứ mai hết trơn á. Anh ráng ăn là anh sống nha. Ngồi buồn thì không nói gì anh biết. Người ta biết mà. Còn ví dụ như người đám giỗ hay gì á, cho đồ ăn ngon hay gì cái nè, đem hết ngay đám giỗ bà nội ông cố có vậy á là anh ăn đi. Chứ em không có mua đồ ăn ngon về rồi ăn. Nhưng mấy chị đám giỗ chồng sớm mà đem qua cho ăn á, cái hỏi ăn ngon không? Ngon. Nhưng đâu có nói gì, không có nói là gì. Ai hỏi ăn ngon ngon, dở chứ không có nói biết gì. Thôi giờ cũng buổi trưa rồi, chắc tụi con cũng xin phép về lại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm trước con có quay cái clip á, thì con đưa lên trên mạng, thì cũng có mấy cô chú có nhờ con gửi cho cô ít đồ. Thì con chắc con chuyển lại cho cô. Cái này có mấy chú gửi qua. Con cũng cảm ơn hết. Thì có gì cô ráng chăm sóc. Tại vì thực ra thì nhiều người sau khi xem clip con á thì mọi người rất là nể câu chuyện là cái tình cảm của cô. Một người em dâu không có máu mủ gì hết nhưng mà coi như chú Mới Anh là như người ruột của mình, ruột thịt của mình. Giờ phụ nữ mà bây giờ mà rất hiếm nha. Nản cái là dễ bỏ lắm. Mà nãy cô chia sẻ là hầu như là cô không có, chưa có một suy nghĩ nào về cái chuyện là bỏ. Không có suy nghĩ nào mà nói bỏ ảnh, không có suy nghĩ gì á. Dạ, vậy. Dạ. Rồi chắc con xin phép về thành phố. Cảm ơn cô. Cảm ơn hết nha. Cảm ơn cô nha.